Vâng em Việt Trèo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video của Việt Trèo Và video ngày nay Việt Trèo hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn Một chiếc âm ly, một chiếc âm tích hợp em rất yêu thích của hãng Đờ Nông Và đây là một trong những model cực kỳ hay và cao cấp nhất của hãng Đờ Nông Đó là Đờ Nông PMA 2500NE Và những sản phẩm như thế này thì em luôn thường xuyên cập nhật hàng để phục vụ quý vị và bạn và hiện tại em đang có số lượng hai chiếc để phục vụ quý vị và bạn với mức giá cực kỳ tốt chỉ khoảng 40 triệu đồng quý vị và bạn sẽ sở hữu đờ nông PMA 2500 ne hàng đẹp like new sản phẩm này thì cực kỳ đẹp và xuất sắc là hàng tuyển chọn em mua từ siêu thị Nhật về nên quý vị và các bạn an tâm về chất lượng cũng như hình thức PMA 2500NE là đờ nông PMA 2500 ne là chiếc âm ly Hi-Fi top đầu bảng của hãng đờ nông cũng như là quý vị và bạn sẽ được trải nghiệm công nghệ giải mã DAC cao cấp của hãng qua chiếc âm ly đờ nông PMA-2500NE này. À, chiếc âm ly này thì quý vị và bạn sẽ có thêm cái trải nghiệm âm thanh ấn tượng bởi thiết kế đời mới và tích hợp điều khiển từ xa có thể tiện lợi cho quý vị và bạn trải nghiệm cũng như sử dụng. Ngoài ra, khi sử dụng đờ nông 2500NE Thì một cái trải nghiệm rất kỳ thú cho quý vị và bạn Khi sử dụng chiếc âm ni này à, Đó là em sẽ quay chi tiết về phía sau Để quý vị và các bạn quan sát Đây là một chiếc âm rất đẹp Chiếc âm này thì đết ra đời vào năm 2017 Và được sản xuất tại Nhật Bản Nguồn điện là 100V Và công suất tiêu thụ hiện tại sẽ là 310W Quý vị và bạn khi sử dụng đờ nông thì đều biết ở trên phiên bản đờ nông 1500 500R, 2500RE, các phiên bản sau này cũng như các phiên bản đờ nông 2000 trở đi Thì chúng ta sẽ có thêm mạch cầu loa đó là cầu Beewire Tức là quý vị và bạn sẽ trải nghiệm âm thanh đánh ra song song giữa hai VA và B Và quý vị và bạn sẽ tích hợp cho những đôi loa cao cấp À, để quý vị và bạn trải nghiệm thì quý vị và bạn sẽ không sử dụng cầu nối uh, ab nữa mà quý vị và bạn vui lòng tháo cầu ở phía sau loa ra và chúng ta đánh song song cả bốn cặp loa sẽ cho giải trên uh, kết hợp riêng và giải dưới kết hợp riêng giúp âm thanh chi tiết và sống động hơn và ngoài ra trải nghiệm của quý vị và bạn sẽ tốt hơn ấn tượng hơn khi quý vị và bạn sử dụng chế uh, độ digital Uh, audio input ở đây của đờ nông PMA 2500 NE với hai đường kết nối optical, hai đường coaxial và một đường USB DAC giúp quý vị và bạn trải nghiệm âm thanh và uh, giải mã DAC cao cấp lên tới 32 bit uh, để trải nghiệm một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Và nếu quý vị và bạn mong muốn trải nghiệm thuần analog hay là trải nghiệm uh, phù hợp nhất, quý vị và bạn cũng có thể sử dụng các chế độ kết nối như là phono CD Network AUX và đường jack cũng như chiếc âm ly này hỗ trợ quý vị và bạn một đường Airship có thể điều chỉnh âm lượng ao qua volume bằng cái đường RCA này rất tiện lợi nếu quý vị và bạn muốn kết hợp thêm súp điện hoặc là các thiết bị ngoại vi sử dụng đơn ông PMA 1000 xin lỗi PMA 2500 NE thành một chiếc Pri hoặc một chiếc đầu giải mã thì đây cũng có thể là một cái tính năng chuyển đổi rất là hay cho quý vị và bạn trải nghiệm và chiếc âm ni này hiện tại đang có sẵn hàng tại Việt Triển audio với mức giá tham khảo gửi tới quý vị và các bạn sẽ là 40,8 triệu đồng cho đàn ông PM 2500 NE đầy đủ phụ kiện zin đi kèm như là điều khiển zin cũng như dây nguồn và phụ kiện đi kèm theo máy và hàng đẹp Line new trên 90% trăm quý vị và bạn có thể chơi và trải nghiệm Và Mọi nhu cầu mua sắm Tư vấn với ghép miễn phí Cũng như uh, trả lời các câu hỏi xin mời Anh em có thể vui lòng comment ở phía dưới Phần bình luận của video này Em xin chân thành cảm ơn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Ở những video tiếp theo Xin chân thành cảm ơn